Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà một cặp dân hoa đỏ tim trắng này cả nhà. Chim vừa tôi đúc cả nhà, một cặp riêng. Cặp này thì tập cho anh em về nuôi kiển nè, hoặc là nuôi lớn ghép sẵn đều kêu hết nha. Chim vừa tôi đúc. Rất là đẹp luôn. Trại mình thì ở gần và Cao Lãnh Lóc Vò Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368 213 731. Cả nhà ai có nhu cầu loại nào thì kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh này kia. Hoặc là chỗ nào mà có xe tới lưu là mình vẫn ok nha. Dân hoa đỏ tim trắng. Một cặp riêng. Bên mình thì có các dòng là cung cườm Việt, Thái, Malaysia, Thái màu, Thái đen, Pháp thường, Pháp bông, cua ngói. Anh em nào mà có nhu cầu mà chim còn đúc á thì lấy chim còn đúc nha. Hoặc là chim biết ăn cứng, không phải là chim tơ, chim gần sinh sản đều có nha. Cả nhà ai có nhu cầu loại nào thì kết bạn Zalo mình tư vấn nha. Do là mình không có thời gian thường, thành ra là lâu lâu mình mới quay video một lần. Rồi, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Ai có nhu cầu loại nào thì kết bạn Zalo mình tư vấn nha.